Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa vừa xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu tại tỉnh Thanh Hóa năm 2023, trong đó yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự giao thông đường bộ, nhất là hành vi vi phạm tốc độ trong khu đô thị, lái xe cơ giới vi phạm vỉa hè phần đường làn đường của người đi bộ. Sở Giao thông Vận tải rà soát, bổ sung giải phân cách làn đường, biển báo hiệu dành cho xe thô sơ, xe đạp, tăng cường kết nối các loại hình vận tải khách công cộng, nâng cao chất lượng xe buýt và xe khách tuyến cố định. Trong những ngày hè nắng gắt, khi đi trên đường không khó để bắt gặp những hình ảnh người tham gia giao thông dừng đột ngột tại lề đường dưới một bóng cây, bóng mát của một tòa nhà cao tầng để chờ đèn đỏ, bất chấp khoảng cách mà họ đang dừng cách xa điểm dừng đèn đỏ hoặc vượt quá vạch sơn kẻ đường. Hành vi này không chỉ vi phạm quy định về luật giao thông đường bộ mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho chính mình và những phương tiện lưu thông trên tuyến đường. Luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định người tham gia giao thông khi dừng xe theo tín hiệu giao thông phải dừng đúng vạch kẻ đường quy định, không được dừng quá xa vạch dừng xe. Trường hợp lựa chọn bóng râm để dừng đèn đỏ, nhưng bóng râm này không thuộc vị trí được quy định dừng xe theo vạch kẻ đường, không phải là vị trí được phép dừng đỗ xe, có thể gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông khác. Theo Nghị định số 100 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, việc đột ngột dừng xe chỗ râm mát, tránh nắng, gây cản trở giao thông sẽ bị xử phạt từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp máy và từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện. Thưa quý vị và các bạn, tuyến đường ven biển nối thành phố Sầm Sơn với khu kinh tế Nghi Sơn giai đoạn 1 được đưa vào khai thác từ năm 2021 đã giúp việc lưu thông giữa các địa phương có tuyến đường chạy qua rất thuận lợi. Tuy nhiên hiện nay, ý thức chấp hành luật giao thông của nhiều người dân khi tham gia giao thông trên tuyến đường này còn hạn chế, các hành vi vi phạm xảy ra khá phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông. Ghi nhận của phóng viên chương trình An toàn giao thông 24 giờ, trên tuyến đường nối thành phố Sầm Sơn và khu kinh tế Nghi Sơn giai đoạn 1, vào sáng qua 16 tháng 5, tại km 3, đoạn qua phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn, mặc dù đã có biển báo đường một chiều, nhưng nhiều người dân đi xe đạp, xe máy điện vẫn ngang nhiên lưu thông ngược chiều. Biết là đi này là sai luật giao thông đấy. Nếu đi xe máy thì cũng không dám đi như thế, đúng là như thế đấy, nhưng mà xe điện là cũng đi tắt một tí. Dự án đường giao thông nối thành phố Sầm Sơn với khu kinh tế Nghi Sơn giai đoạn 1 dài 12,5 km, điểm đầu giao với quốc lộ 47 tại phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn, điểm cuối tại xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, đi qua 9 xã, phường của hai địa phương này. Ngoài hành vi đi ngược chiều, những hành vi vi phạm khác như không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy điện, lai đèo quá số người quy định, phóng nhanh vượt ẩu cũng xảy ra khá phổ biến, nhất là vào những giờ tan tầm. Chúng tôi đã chỉ đạo công an phường xây dựng kế hoạch phối hợp với ban bảo vệ dân phố tuần tra trên địa bàn phường xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường. Đối với các trường hợp đi xe không có bằng lái, đi xe không đội mũ bảo hiểm, đi xe lai ba quá chở người quá quy định, lạng lách đánh võng để xử lý. Và hiện nay chúng tôi đang chỉ đạo tăng cường 24/24, nhất là vào thời điểm cao điểm mùa du lịch để xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn. Tình trạng vi phạm về an toàn giao thông trên tuyến đường không chỉ có nguyên nhân từ ý thức của người tham gia giao thông, mà còn do công tác kiểm soát xử lý vi phạm của lực lượng chức năng chưa được thực hiện thường xuyên liên tục. Thời gian tới, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng nơi có tuyến đường đi qua cần có các giải pháp hiệu quả để chấn chỉnh tình trạng trên, đảm bảo trật tự giao thông trên tuyến đường. Chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.